Báo Nga đưa tin, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ có ý định thay đổi trật tự thế giới. Trong khi đó, chuyên gia nhận định chính sách 2022 của Mỹ là đỉnh cao của quan điểm đối đầu với Trung Quốc. Giữa lúc ấy, Trung Quốc và Philippines mở đường dây nóng về Biển Đông sau nhiều tranh cãi. Một số diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Biden ký dự luật chi tiêu khổng lồ bao gồm viện trợ mới cho Ukraine. Ông Zelensky dự đoán mục tiêu kiểm soát khu vực miền Đông của Nga. Giá khí đốt ở châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Nóng, những thông tin nổi bật về tình hình địa chính trị ở các điểm nóng trên thế giới cùng những tin tức xã hội đáng quan tâm sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay. RIA Novosti ngày 30 tháng 12 dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nhận định, nước này coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất, không chỉ có ý định thay đổi trật tự thế giới hiện tại mà còn đang tăng cường sức mạnh cho mục đích này. Cụ thể, ông Vedant Patel nói, Trung Quốc là đối thủ duy nhất của chúng tôi. Quốc gia này có ý định thay đổi trật tự thế giới và đang trở thành lực lượng kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để đạt được mục tiêu này. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, một trong những thành tựu quan trọng của ngoại giao Trung Quốc năm 2022 là đấu tranh thành công chống lại bá quyền của Mỹ, cũng như phản đối chính sách vũ lực của Washington, theo RT. Ngoài ra, phát biểu hôm nay, ngày 25 tháng 12, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vững như bàn thạch và không thay đổi dưới ảnh hưởng của tình hình quốc tế bất ổn, theo hãng tin TASS. Ngoại trưởng Trung Quốc lưu ý, hợp tác giữa Bắc Kinh và Moscow không mang tính chất đối kháng và không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào. Trung Quốc và Nga kiên quyết lên tiếng chống lại chủ nghĩa bá quyền và chống lại một cuộc chiến tranh lạnh mới, ông nói thêm. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với TASS hôm 26 tháng 12 rằng kỷ nguyên của thế giới đơn cực của Mỹ sắp kết thúc. Theo ông, đó là kỷ nguyên mà Mỹ ra điều kiện cho các quốc gia khác và thậm chí phá vỡ hệ thống chính trị của các nước. Ông tin rằng những chuyển dịch đang diễn ra trên khắp thế giới theo hướng đa cực và hợp tác cùng có lợi dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Tuy nhiên, quá trình này hóa ra lại là một quá trình đau đớn, chủ yếu là do sự phản kháng của Washington, theo hãng tin TASS. Cũng liên quan đến căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, theo bài phân tích được hãng tin Kyodo News đăng hôm 29 tháng 12, chính sách ngoại giao của Mỹ trong năm 2022 là đỉnh cao của quan điểm đối đầu với Trung Quốc, điển hình là việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn vào tháng 10. Bài phân tích cho rằng Mỹ từng có quan điểm chia rẽ trong nhiều vấn đề, thậm chí một số quan chức và doanh nhân còn ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Tuy nhiên, quan điểm này đã phai nhạt và tất cả đều đồng thuận đối đầu với Bắc Kinh, khiến Nhật Bản rơi vào tình thế lựa chọn khó khăn. Được biết, trước đây, Hoa Kỳ cần Trung Quốc như một đối trọng với Liên Xô trong chiến tranh lạnh và giới kinh doanh ở Mỹ ủng hộ quan điểm này. Tuy nhiên, 2008 là một năm bước ngoặt. Susan Shirt, giáo sư tại Đại học California, người thông thạo về quan hệ Mỹ-Trung cho biết, khi đó Mỹ đã phản ứng chậm chạp với các cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng Trung Quốc nhanh chóng phục hồi nhờ sự kiện Thế vận hội Olympic và mở rộng sức mạnh quân sự. Chuyên gia cho rằng, với lập trường quyết đoán của Chủ tịch Tập Cận Bình, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nghiêng hẳn về hướng đối đầu. Đúng là Hoa Kỳ lo ngại rằng họ có thể bị Trung Quốc thay thế vị trí đứng đầu thế giới, nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Thay vào đó, câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia như thế nào? Đối với vấn đề Trung Quốc, các chính trị gia lưỡng đảng Hoa Kỳ đã có sự đồng thuận. Chính phủ Mỹ đang thắt chặt các quy định hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và máy móc sản xuất sang Trung Quốc. Đồng thời, Kevin McCarthy, lãnh đạo thiểu số của Hạ viện cho biết Mỹ sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các cáo buộc liên quan đến Trung Quốc như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo chiến lược an ninh quốc gia được Mỹ công bố vào tháng 10, Mỹ cho rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất có đủ tiềm lực kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thiết lập lại trật tự quốc tế. Đến thời điểm này, cuộc đối đầu vẫn chưa đến hồi kết, nên không cần sớm đưa ra nhận định. Khoảng 50 năm trước, việc chính quyền Tổng thống Nixon đột ngột hòa giải với Bắc Kinh từng gây ra bất ngờ lớn với Nhật Bản. Do đó, chính quyền Tokyo nên sẵn sàng hành động phù hợp với mọi tình huống, ngay cả khi Mỹ quyết định giữ khoảng cách ngoại giao với Nhật Bản, bài phân tích kết luận.
Cũng liên quan đến khu vực châu Á, theo Nikkei Asia, Philippines hôm 29 tháng 12 cho biết, nước này sẽ mở một đường dây liên lạc mới với Trung Quốc để ngăn căng thẳng leo thang trên biển. Tuyên bố được đưa ra trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Ferdinand Marcos dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Một quan chức Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, mục tiêu là nhằm tránh những tính toán sai lầm và thông tin sai lệch liên quan đến Biển Đông. Dự kiến trong chuyến thăm của ông Marcos, Ngoại trưởng Philippines và Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận về kênh đối thoại. Theo vị quan chức, thông tin vẫn chưa được tiết lộ, nhưng thỏa thuận sẽ cho phép hai nước liên lạc trực tiếp ở tất cả các cấp trong Bộ Ngoại giao. Theo Nikkei Asia, căng thẳng về Biển Đông cũng sẽ là một trong các chủ đề được Tổng thống Marcos thảo luận trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Philippines sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền của quốc gia ở Biển Đông khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, theo quan chức Bộ Ngoại giao. Philippines và Trung Quốc dự kiến sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận trong chuyến thăm sắp tới, trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Marcos diễn ra hơn 3 tháng sau chuyến thăm Mỹ, nơi ông có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden và trao đổi về tranh chấp trên biển. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Philippines chỉ đạo lực lượng tăng cường hiện diện trên Biển Đông sau khi báo chí đưa tin về các hoạt động của Trung Quốc trên các cấu trúc chưa có hiện diện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin này. Manila đã nhiều lần cáo buộc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc quấy rối và tấn công các tàu cá Philippines. Hồi cuối tháng 11, hai nước cũng đã có tranh cãi liên quan đến một vật thể nổi mà binh sĩ Philippines nói đã vớt được trên Biển Đông. Chuyển sang một số tin tức khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 12 đã ký một dự luật chi tiêu trị giá 1,7 ngàn tỷ đô la Mỹ nhằm tài trợ các hoạt động của chính phủ đến tháng 9 năm 2023, cũng như cung cấp hàng chục tỷ đô la viện trợ mới cho Ukraine. Theo truyền thông Mỹ, dự luật chi tiêu khổng lồ trên được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua trong tuần trước sau một loạt các cuộc đàm phán. Gói chi tiêu sẽ cung cấp thêm 45 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và đồng minh NATO, nhiều hơn đề nghị của Tổng thống Biden, theo AP. Ngoài ra, trong khoảng 1,7 ngàn tỷ đô la Mỹ trên, chính phủ Mỹ sẽ chi 858 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quốc phòng, 40 tỷ đô la Mỹ cứu trợ thiên tai cho các cộng đồng đang phục hồi sau bão, cháy rừng, hạn hán và các thảm họa thiên nhiên khác, CNN cho hay. Theo Nhà Trắng, dự luật cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ Ukraine, cung cấp mức tài trợ cao nhất lịch sử cho đạo luật chống bạo hành đối với phụ nữ, cũng như thúc đẩy nghiên cứu tiên tiến về ung thư và các bệnh khác. Giới phân tích cho rằng, gói ngân sách liên bang này là cơ hội cuối cùng để Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ ghi dấu ấn trước khi các tân nghị sĩ Cộng hòa nhậm chức vào đầu năm 2023. Khi đó, đảng này sẽ chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ. Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, theo đài Sky News, ngày 30 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng Nga sẽ không từ bỏ kế hoạch kiểm soát ở khu vực phía đông Donetsk và có thể tiến hành trước năm 2023. Trong bài phát biểu đêm 29 tháng 12, ông Zelensky một lần nữa thề rằng người dân Ukraine sẽ sống sót trước cuộc xung đột với Nga. Ông tuyên bố, năm 2022 sắp kết thúc, có lẽ đối phương một lần nữa muốn chúng ta đón năm mới trong bóng tối. Có lẽ quân địch đang lên kế hoạch khiến chúng ta đau khổ với các cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng bất kể là kế hoạch gì, chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ sống sót, chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ đánh đuổi quân địch. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, tình hình khó khăn nhất ở Bakhmut và Soledad thuộc khu vực Donetsk. Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov nhận xét, cục diện hiện nay bế tắc, cả Ukraine và Nga đều không thể đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trên chiến trường. Theo tướng Budanov, thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã làm chậm nhịp độ giao tranh. Nếu Nga đang trong thế bế tắc sau những tổn thất nặng nề, Ukraine cũng không đạt được tiến bộ nào khi đang chờ đợi thêm nguồn cung vũ khí từ phương Tây. Bình luận được tướng Budanov đưa ra trong bối cảnh Nga vừa thực hiện được tập kích quy mô lớn trên khắp Ukraine. Kyiv cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn 54 trong số 69 tên lửa của Nga. Reuters đưa tin một tòa án ở Myanmar hôm 30 tháng 12 đã kết án thêm 7 năm tù với cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, nâng tổng số án tù lên 33 năm. Đây là phiên tòa xét xử 5 tội danh tham nhũng cuối cùng của bà, một nguồn tin cho hay. Phiên tòa được tổ chức kín diễn ra tại thủ đô Naypyidaw. Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án 26 năm tù với 14 tội danh.
trong đó có các tội như hối lộ, sở hữu máy bộ đàm trái phép hay vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, bà Aung San Suu Kyi bác bỏ mọi cáo buộc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước đã hối thúc chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, cũng như kêu gọi chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm ngoái khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do đảng của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Nữ chính khách từng được trao giải Nobel Hòa bình bị giam lỏng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Giá khí đốt ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp như trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2, khi thời tiết ấm hơn trên khắp lục địa giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng, theo tờ Guardian. Theo Refinitiv, chi phí của các hợp đồng khí đốt tương lai trong tháng 11 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã giảm xuống 77 euro mỗi megawatt-giờ tính theo hộ gia đình. Đây là mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 2. Trước đó, vào thời điểm cao điểm trong tháng 8, giá khí đốt ở châu Âu có lúc lên tới 345 euro megawatt-giờ. Hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình vì thế mà tăng vọt, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên khắp lục địa. Cuộc xung đột đã làm biến động thị trường năng lượng toàn cầu, buộc các nước châu Âu, bao gồm cường quốc công nghiệp Đức, phải tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế Nga. Theo Guardian, châu Âu tiếp tục dựa vào khí đốt của Nga, ngay cả sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Đài RT cho hay, Thủ tướng Ý vừa kêu gọi Liên minh châu Âu-EU độc lập hơn về kinh tế sau khi luật mới của Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của các công ty châu Âu. Hãng tin Bloomberg trích lời Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 12 tại Rome, cho rằng EU nên xây dựng chuỗi cung ứng riêng cho các ngành công nghiệp chủ đạo khi đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ, IRA, đang tạo ra sự phân biệt đối xử với các công ty châu Âu. EU cũng nên sửa đổi quy tắc viện trợ cho các công ty sản xuất, đồng thời tăng cường giám sát chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp như chip máy tính, nhà sản xuất ô tô và năng lượng thay thế. Thời gian tới, Ý sẽ thực hiện bước đi chiến lược bằng cách gặp mặt người đại diện của nhà sản xuất chip Intel để thảo luận về các ưu đãi cho một nhà máy mới ở Ý, bà Giorgia Meloni cho biết. Theo đài RT, IRA là dự luật chi tiêu trị giá 360 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào tháng 8. Theo đó, chính phủ Mỹ ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng thay thế, nên sẽ giảm thuế cho các công ty sản xuất thuộc lĩnh vực này. Đồng thời, dự luật cũng cân nhắc trợ cấp cho xe điện và pin sử dụng cho phương tiện này nếu chúng được sản xuất tại Mỹ. Vào đầu tháng, Bộ trưởng Kinh tế Ý từng cảnh báo việc một số công ty đang cân nhắc chuyển nhà máy sang Mỹ sẽ tạo ra thảm họa. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích dự luật này và cho rằng IRA có thể gây sự chia rẽ giữa các quốc gia phương Tây. Được biết, những tranh cãi nổ ra vào thời điểm các nền kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn bởi thiếu năng lượng và chịu nhiều tác động do đối đầu Nga bằng những lệnh trừng phạt. Bình luận về vấn đề này, vào đầu tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định, mặc dù là đối tác chính của EU, nhưng Mỹ đang theo đuổi các chính sách trực tiếp dẫn đến quá trình phi công nghiệp hóa châu Âu. Theo đài CCTV, Trung Quốc ngày 29 tháng 12 đã phóng vệ tinh Xi'an 10-02 vào không gian tại trung tâm phóng vệ tinh Xichang ở tỉnh Tứ Xuyên. Cùng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B, vệ tinh đã thành công đi vào quỹ đạo định sẵn. Theo CCTV, Xi'an có nghĩa là thí nghiệm trong tiếng Trung Quốc. Vệ tinh Xi'an 10 mới sẽ được sử dụng để xác minh các công nghệ mới, bao gồm giám sát môi trường không gian. Đây là nhiệm vụ thứ 458 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh. Du khách ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 12 cho biết họ rất vui mừng trước việc chính phủ nới lỏng các hạn chế COVID-19 chỉ vài tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, theo hãng tin Reuters. Trong hai năm qua, nhiều người dân trên khắp Trung Quốc đã buộc phải đón Tết Nguyên Đán xa nhà do những hạn chế gắn liền với chính sách Zero Covid. Nhưng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới, người dân có thể về nhà mà không gặp rắc rối về xét nghiệm PCR hay cách ly. Kể từ ngày 8 tháng 1, những hạn chế như vậy đối với người dân trở về từ nước ngoài cũng sẽ được dỡ bỏ. Tôi nghĩ điều này rất tuyệt, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Bây giờ tôi sẽ về quê, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể về nhà rồi. Ông Quang, 40 tuổi, cư dân Bắc Kinh cho biết ngay trước khi lên chuyến bay rời Bắc Kinh. Mỗi dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, Trung Quốc lại chứng kiến cuộc di cư lớn nhất của nhân loại, được gọi là Xuân Vận. Sau khi đóng cửa biên giới trong 3 năm với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, Trung Quốc hồi đầu tháng 12 đã bất ngờ đảo ngược chính sách Zero Covid-19. Hiện làn sóng lây nhiễm đang bùng phát trên khắp Trung Quốc, theo Reuters.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.